các con khi mà mình hát lớn mình nhớ xa cái microphone mình chút ha. Ok, try one more time nha, cái này mình hết điểm hay nha. Bây giờ hát sai có hát lại mà hát lại. Ok, phải thêm á ớ được hết rồi lại nha. Để mà giúp các em hát một nguyên âm Việt Nam dễ dàng hơn, còn không có một đính chính để họ quên thì cảm thấy siêu vẻ đẹp bé. Cái bản nhạc xuân đó về thì rồi đó là không phải do Hùng arrange mà do cô giáo của Mỹ Duyên arrange. Những bản nhạc khác thì các cháu arrange. Bản nhạc xuân đó về không phải, xin đính chính lại. Ok, bây giờ mình kỳ con bóng vàng của mình, của mình hãy đến piano rồi làm kỳ con bóng vàng đi. Gracias.